Chào quý vị. Video này mình tiếp tục trả lời những câu hỏi nhận được. Trong video này mình sẽ trả lời hai câu hỏi ở đây. À, mình tóm tắt à, những câu hỏi ở đây. Làm sao lãnh tiền SSI được hơn 1.000 đồng một tháng? Tôi nghe nhiều người lãnh hơn 1.000 đồng một tháng. Tháng 7 này tôi sẽ đi thi quốc tịch và quốc tịch Mỹ. À, và Câu thứ nhì là cho tôi biết người thông minh thì họ khai hô ở tuổi nào? Alright. Uh, muốn trả lời câu này trước liên quan đến tiền SSI làm sao lãnh được hơn 1.000 đồng một tháng. 1.000 đồng một tháng ở đây không phải là cái mức tối đa cho một người. Cái mức tối đa một người mà lãnh được là 943 đồng một tháng cho một người. Còn vợ chồng nếu mà lãnh được cái mức tối đa đó là 1.415 đồng một tháng cho vợ chồng. Khi mà anh hay chị ở đây nghe rằng là nhiều người lãnh hơn 1.000 đồng một tháng đó, thì không phải là cái mức tiên, mức liên bang, à, đây là những cái mức liên bang nha. Thì những cái mức này đó thì à, tượng tự sinh xã hội, cứu xét, cung cấp tự sinh xã hội nha. Nếu mà mình lãnh hơn 1.000 đồng một tháng, mình nói về độc thân đi, cái mức tối đa là 943 đó, có một số quý vị sống ở tiểu bang mà có cái phần bổ sung thêm tiền từ tiểu bang của mình thì mình mới nhận được hơn 1.000 đồng một tháng hả? 1.000 đồng một tháng có nghĩa là mình lãnh cái tiền liên bang như vậy rồi mình được bổ sung thêm cái mức tiểu bang của mình nữa thì khi mình cộng hai cái đó lại thì sẽ hơn 1.000 đồng một tháng nha. Còn nếu tiểu bang mình không có cái mức bổ sung thì cái mức tối đa mình có thể lãnh được là 943 đồng một tháng thôi ha. Nếu mà à, anh anh chị hỏi rằng làm sao lãnh được cái mức cao như vậy đó thì nếu mà mình lãnh được cái mức tối đa tự sinh xã hội có nghĩa là mình không bị khấu trừ gì hết. Phần đông thì nhiều quý vị không có lãnh cái mức này, lãnh cái mức thấp hơn vòng vòng có phải chừng 500 mấy, 600 mấy, cái đó là cái mức trung bình mỗi tháng thôi ha thì nếu mà mình lãnh được cái mức tối đa có nghĩa là mình không có những cái thu nhập nào mà bị khấu trừ hết thu nhập của mình của chính mình hoặc là vợ hay là chồng mình nếu mà mình mình lãnh thì vợ hay chồng mình có thu nhập nào khác thì sẽ bị khấu trừ vào cái mức này mình sẽ không được lãnh cái mức tối đa ha chẳng những là thu nhập có nghĩa là thu nhập của mình mình đi làm hay là những nguồn thu nhập à uh, thụ động nào khác bị khấu trừ vào cái mức SSI như vậy mà còn những cái sự hỗ trợ không phải bằng tiền cũng có thể bị khấu trừ nữa. Ví dụ như mình ở uh, nhà với ai đó mà mình được hỗ trợ mình không phải chi trả cái 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 uh, cái phòng mình ở hoặc là mình trả mà không phải là trả cái giá thị trường. Ví dụ như cái phòng đó mà đem ra ngoài cho mướn là 500 đồng mà mình ở mình không trả gì hết hoặc là mình trả thấp hơn mình trả 300 400 vân vân 200 thì sinh xã hội cũng sẽ nhìn vào để mà khấu trừ và cái mức mà họ khấu trừ thì có thể lên đến 1 phần 3 tối đa từ cái mức 943 ba à, như vậy ha và hiện thời bây giờ đó thì mình ở cùng à, ví dụ như ai mà được hỗ trợ về thực phẩm thì thực phẩm không phải là người ta đưa tiền mình mua nhưng mà có thể là hỗ trợ mình những cái thực phẩm này thì anh sinh xã hội sẽ định giá những cái thực phẩm đó Uh, để mà tính và khấu trừ và tối đa lên cái mức như vậy ha và cuối tháng 9 này thì an sinh xã hội sẽ không có còn nhìn vào cái sự hỗ trợ thực phẩm để mà khấu trừ nữa vân vân thì đại khái là như vậy nha uh, chứ không phải là mình nộp là mình lãnh được một ngàn đồng một tháng từ sinh xã hội nha chỉ có tiểu bang mình nếu mà có cái mức bổ sung đó thì mình sẽ được nhận thêm từ tiểu bang của mình cộng vào thì sẽ hơn đó. Right. câu thứ nhì người thông minh khai hưu ở tuổi nào và anh hay chị gửi câu hỏi này thì có đưa cái ví dụ trong uh, cái email để mình qua đây là cái khung tuổi cho ví dụ là một người khai hưu ở tuổi 62 ở tuổi hưu chính là 67 rồi chị hoãn tối đa là 70 thì cái tiền càng tăng tăng có nghĩa là phần trăm mình lãnh càng tăng tăng lên như vậy thì những người mà họ thông minh họ khai ở tuổi nào à, nếu mà mình khai ở tuổi hưu chính của mình thì mình lãnh một trăm phần trăm còn khai hưu non ở tuổi 62 thì mình lãnh 70 phần trăm mình có thể trì hoãn tiếp tục từ tuổi hưu chính của mình cho đến 70 thì mỗi năm được tăng thêm 8 trăm nữa như vậy thì nếu mà mình trì hoãn tới đây mình khai thì mình lãnh được 124 phần trăm như vậy thì nên khai tuổi nào nếu mà nhìn ở đây thì thấy là cái tiền ở đây mình lãnh cao nhất phải không quý vị ví dụ như ở đây mình lãnh 1.000 đồng một tháng thì hu non sắm 2 sắm 3 sắm 4 sắm 5 6 vì đó mình lãnh ít hơn ví dụ như 2 thì mình chỉ lãnh 700 đồng một tháng thôi còn ở đây đã đến 70 thì mình lãnh 1.240 đồng một tháng như vậy ha thì nếu nhìn vào con số thì tất nhiên là đây là con số cao nhất nhưng nhiều quý vị không có nhìn vào con số cao nhất mà họ nhìn vào những khung thời gian mà họ khai sớm hơn có lợi hay không là bởi vì khai sớm hơn mình có thể lãnh những cái tiền như vậy trước còn mình không khai ở cái tuổi thấp thì mình quỷ bỏ đi có nghĩa là mình bỏ đi những cái phần tiền mình có thể lãnh từ cái tuổi thấp lên đến cái tuổi cao mà mình khai rồi mình lãnh hơn như vậy thì thật sự mình phải bỏ đi một khoản tiền rất là nhiều cho những năm mình không lãnh rồi mình nhìn ở đây 1.000 đồng so với 700 thì hơn 300 nhưng mà mình bỏ đi 700 đồng này mỗi tháng cho 5 năm tương đương với bốn mấy ngàn 42 hai ngàn trong vị mình không lãnh gì hết tới đây mình mới lãnh hơn 300 mình chỉ hoãn tới đây thì cũng vậy so với 62 2 thì lãnh cao hơn 540 đồng nhưng mình phải bỏ đi cái khoảng đường mà mình không lãnh gì hết từ 62 cho đến 70 như vậy thì nếu mà hỏi câu hỏi mà không biết cụ thể về tình trạng cá nhân của mỗi người thì rất khó để mà hỏi nói rằng là uh, mình nên khai tuổi nào để mà giống những người mà ở đây uh, câu hỏi đặt rằng là người thông minh khai tuổi nào ha? thì đó mình khuyên là nên xét cái tình trạng cá nhân của mình coi là mình khai tuổi nào mình sẽ tối đa quá cái quyền lợi của mình để mình có thể giữ lại được nhiều hơn. Đó. Nếu mà mình khai non mà có một số quý vị thấy rằng ồ vợ hay chồng có thể lãnh theo con có thể lãnh theo nữa thì cộng lại hết thì có thể được nhiều hơn. Còn nếu mà mình khai non mà mình đi làm thêm rồi quá cái mức an sinh xã hội giới hạn ví dụ như năm nay mình khai non an sinh xã hội giới hạn cái thu nhập đừng có quá 22.320 đồng cho quyền năm hoặc là 1860 đồng cho mỗi tháng. Cứ bỏ hai đồng mà quá như vậy thì tiền hưu của mình bị khấu trừ bớt một đồng. À, vân vân. Thì nếu mà mình khai non mình lĩnh ít rồi mình bị trừ như vậy thì thấy rằng không có hợp. Rồi mình khai non mình đi làm thêm nữa chẳng những bị khấu trừ mà có thể là mình phải đóng thuế lại cho cái phần tiền hưu của mình lãnh nữa. Ví dụ như ở đây, cái này mình cũng dùng nhiều để mà chia sẻ với quý vị. Quý vị thấy ở đây đó, thì lấy 50 trăm cái tiền hưu có nghĩa là tiền sinh xã hội của mình mình lãnh trong năm mình đi làm thêm mình có cái thu nhập từ việc làm cộng vào những thu nhập nào khác mà chưa đóng thuế ví dụ như mình có IA 401k truyền thống mình rút ra cộng vào đôi khi mình không có những cái thu nhập như vậy mà mình khai thuế chung với vợ chồng mình vợ chồng mình có những cái thu nhập như vậy Đó, hoặc là thu nhập từ việc làm của vợ hay chồng mình cộng lại mình khai vợ chồng khai thuế đó thì trên 32.000 hoặc là trên 44.000 thì có thể 50% cho đến 85% cái phần tiền hưu mình lãnh lại bị uh, thuế nữa ha mình làm việc mình đã đóng thuế rồi đến bây giờ mình lãnh hưu rồi bị thuế thêm như vậy nữa hoặc là mình khai độc thân thì đây là những con số như vậy ha đó. Mình khai tuổi nào là tùy tùy theo nhiều yếu tố khác nhau nữa một số quý vị thì nhìn theo cái khoảng được như vậy uh, nếu mà mình không lãnh từ 62 đến 67 mình khai mình bỏ đi phần tiền đó mình phải tiếp tục lãnh nhiều hơn 300 đồng mỗi tháng như vậy so sánh con số 1.000 đồng với 700 như vậy đó đến khoảng chừng 10 uh, 11 năm sau uh, hơn 11 năm sau mới lấy lại được cái khoản tiền như vậy thì sức khỏe của mình đang thấy rằng là mình có thể là không đi đến 79 78, 79, 80 tuổi để đạt lại hết những số đó hoặc là tới cái thời điểm đó mà mình có cái tiền nhiều hơn 300 đồng như vậy mà sức khỏe của mình à, mình không có khả năng để mà thực hiện những cái điều mà mình có thể thực hiện với cái số tiền nhỏ hơn ở cái lúc mà tuổi mình à, à, không có cao bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì có giá trị hơn đó. nên tùy theo mỗi tình trạng mỗi quý vị thấy rằng là cái gì mà có lợi cho mình thì mình có thể áp dụng ha Chứ mình khuyên là ví dụ như uh, mình thường chia sẻ nó rằng là khi mình nghe một người nói rằng ồ uh, tôi khai như vậy tốt cho tôi hay là tôi khai như uh, kia tốt cho tôi thì chưa chắc là mình áp dụng một tình trạng đó vào nó phù hợp với mình bởi vì mỗi quý vị thì có những cái tình trạng cá nhân với nhau uh, khác nhau nên mình cần phải đúc kết để xem coi cái nào hợp với mình là tốt nhất hết. Alright đó là một tí về đề tài này có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị.